vui được gặp lại anh chị cô chú trong một video mới nhất review bất động sản tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và thửa đất mà ngày hôm nay Long Hoài muốn giới thiệu đến anh chị cô chú nó nằm ở Kim Long, Châu Đức ha. Và vị trí mà Long Hoài đang đứng ở đây chạy thẳng theo một trục đường này tầm khoảng 300 mét thôi, anh chị đã ra tới cái hồ Quảng Thành. Thì hiện tại hồ Quảng Thành là một cái hồ cũng rất là đẹp tại khu vực này ha anh chị. Đất của mình nó nằm ở cái có một cái tên gọi rất là thân thương là đường Cà Phê Bình Minh ha, cái tên gọi mà từ xưa tới nay là đường Cà Phê Bình Minh. Và khi mà anh chị cô chú mình di chuyển theo trục đường này nè, tầm khoảng 700 mét thôi, anh chị đã ra tới con đường 22 mét, con đường đoạn đường B đó anh chị, đoạn đường 22 mét rất là rộng và rộng ngang bằng với lại đoạn đường quốc lộ 56 luôn. Và ngay chỗ đó là trung tâm hành chánh mới. Thì từ vị trí mà Long Hòa đang đứng ở đây tới 700 mét nữa là mình sẽ ra tới ngay chỗ trung tâm hành chánh mới và hiện tại đang xây dựng luôn ha. Lát nữa thì Long Hòa sẽ đưa lây cam lên trên cao để gửi đến anh chị cô chú những hình ảnh trên cao ha. Thửa đất của chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều cái đặc biệt. Cái đặc biệt đầu tiên là mình có diện tích là 3.000 mét vuông, trong 3.015 mét vuông, trong đó là mình sở hữu 25 mét mặt tiền đường nhựa và đường nhựa rất là rộng rãi thông thoáng. Đất thì gần hồ, mình có 25,5 mét mặt tiền đường ha. Thì ranh giới là từ đây, từ ngay chỗ cái mí tường bên này nè, mình đổ thẳng qua bên đây là mình được 25,5 mét. Và cái cạnh bên này á, cạnh bên này nè là mình được 138 mét ha. Và cái cạnh bên kia á là mình được 131 mét. Ở sau mình á là có một dòng suối nước chảy quanh năm. Đất sát hồ, rồi sát trung tâm thương mại, nhưng mà chủ giao bán với cái giá là chỉ có 5 tỷ thôi ha anh chị. Chỉ có 5 tỷ thôi, anh chị cô chú đã sở hữu một lô đất có tổng diện tích là 3.000 mét vuông. Rồi có mặt tiền đường nhựa, sau đất có suối. Sát bên ở đây cũng cùng diện tích như vậy, nhưng mà người ta đã rao bán với giá là khoảng 7 tỷ rưỡi hết rồi ha anh chị ha. Rồi mời anh chị cô chú mình cùng theo chân Long Hoài đi vào đất ha. Đất của mình là hướng Tây Nam ha anh chị. Hiện trạng thì đất rất là bằng phẳng. Đó, kế bên mình là có một cái view nghỉ dưỡng nè. Đó, bên đây là đã rào hết rồi. Đó, bên cái mé bên này nè, hình như cái mé bên này là đang rào với giá là 6 tỷ mấy nè. Miếng đây nè, cũng đồng diện tích luôn ha anh chị. Như rào với giá 6 tỷ mấy, 7 tỷ gì đó. Mà chủ không có gửi cho nên mình chưa nắm thông tin được. Cho nên mình Long Hoài không có đi chia sẻ đến anh chị cô chú. Đất của mình mà mé bên này là đã rào lưới B40 rồi ha. Và mé bên kia là cũng rào lưới B50 lại hết rồi. Nghĩa là ranh giới mình ổn định hết rồi ha anh chị. Ở đây thì theo như cái mảnh kế bên này đi. Ở đây thì người ta trồng bưởi nè. Mảnh kế bên là trồng bưởi nè. Cũng rất là tốt rồi ha. Bưởi dừa. Còn đất mình thì nguyên một vạt đất trống. Đây chỉ có cây xoài thôi. Nằm trong một khu dân cư ha anh chị. Thì từ vị trí thửa đất mà ra cho tới trung tâm thương mại Kim Long là cái hướng đó. Đó, cái hướng mà ngay chỗ cái trụ phát sóng đó là trung tâm thương mại Kim Long rồi ha anh chị. Cách nếu như đường chim bay á, là cách khoảng 300 mét thôi là mình đã ra tới trung tâm thương mại Kim Long, chợ Kim Long, rồi trường mầm non tái định cư, rồi theo kế hoạch mới thì mình sẽ có bến xe ngay chỗ đó luôn ha. Nếu mà đường chim bay thì khoảng 300 mét thôi, còn nếu mà mình đi đường thể hiện trên sổ, đường ô tô rồi là mình mất khoảng 500 mét là mình đã ra tới chợ rồi. Ngay chỗ đó thì cũng có ủy ban, có công viên rồi. Khu vực ngay chỗ đây á, là không khí nó rất là mát mẻ do là mình gần với hồ với lại gần với mảng xanh ha anh chị ha. Đó, đổ lút xuống dưới. Ở dưới đây là có suối nè. Vị trí thửa đất cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 90 phút đi ô tô thôi anh chị. Và vị trí đất cách biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm là tầm khoảng 30 phút thôi. Và cách thành phố Bà Rịa là tầm khoảng 20 km thôi ha anh chị. Ở dưới đây độ đất nó hơi cao. Cái đoạn phía trên mình là bằng phẳng ha, còn cái đoạn phía dưới này đang đổ đất ha anh chị. Wow, mình kế với một cái nhà vườn của cái mảnh kế bên là ở đây có chòi nè, chòi nghỉ mát, rồi trồng ao sen rồi đó. Còn suối là ở dưới đây rồi ha. Đó, suối là ở đây, ranh giới thì đã rào lại hết rồi đó. Mình cách cái con suối này á, cách qua cái con suối này là bên thuộc đất của Quảng Thành rồi ha anh chị. Thuộc ấp Hậu Cần, nhưng mà mình ở bên đây con suối là bên đường Cà Phê Bình Minh của thị trấn Kim Long.
Rồi hiện trạng á, cái phía trước của mình á là đất rất bằng phẳng ha anh chị. Nếu như mà sau này anh chị cô chú mình muốn xây dựng á thì cũng đỡ được cái chi phí mà nhồi cọc hoặc là san lấp đồ này này kia ha. Rồi mình nằm ở trong một khu dân cư, bên đây cũng có nhà hiện hữu nè, bên đây cũng có nhà hiện hữu đó. Trước đất của mình là có điện, có dây wifi. Rồi ở đây nếu mà anh chị cô chú mình muốn vô nước máy thì vô ha, thì cũng trước đất của mình cũng có nước máy hết sẵn hết rồi, hoặc là mình khoan giếng hoặc là mình lấy nước của cái suối đó mình tưới lên ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hoài xin đưa lây cam lên trên cao gửi đến anh chị cô chú những hình ảnh trên cao ha. Rồi còn đây là những hình ảnh ở trên lây cam ha anh chị. Quang cảnh xung quanh của mình là có dân cư gần với hồ, gần với lại trung tâm hành chánh mới. Đường xá thì thông thoáng, kết nối giao thông rất là thuận lợi luôn ha. Mật độ dân số ở đây tương đối đông ha anh chị. Mảng xanh ở đây nhiều, mảng xanh ở đây người dân hay trồng là trồng những loại cây ăn trái cho thu hoạch như là sầu riêng, bưởi, bơ, chôm chôm rồi đó anh chị ha. Rồi, đây là vị trí cuối đất của mình ha, ngay chỗ cái lũy tre đó. Ngay chỗ lũy tre đó là vị trí cuối đất của mình rồi. Phía sau đất của mình là có một cái farm đang trồng sầu riêng rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đó, đất của mình là ngay chỗ cái chiếc xe hơi đó ha. Rồi mình chạy thẳng một trục đường này là mình sẽ ra tới trung tâm hành chánh mới, cách khoảng 700m thôi là anh chị đã ra tới trung tâm hành chánh mới rồi ha. Ngay chỗ đó thì đang mở một cái đoạn đường B, cái đoạn đường B là một cái đoạn đường rộng 22m. Rồi khi mà anh chị cô chú mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, mình mất tầm khoảng 90 phút đi ô tô thôi ha, hoặc là di chuyển về tới biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm mình mất khoảng 30 phút thôi. Nếu từ vị trí đất anh chị cô chú mình di chuyển ra cho tới khu nghiệp Sona để di chủ đất Sơn Gôn, đội cụ xuống Nghệ thì mình mất tầm khoảng 10 phút thôi ha. Theo cái hướng này anh chị cô chú mình chạy thẳng là mình sẽ ra tới quốc lộ 56. Cái hình ảnh mà anh chị cô chú mình đang xem là trung tâm thương mại Kim Long ha. Vị trí đất của mình cách trung tâm thương mại Kim Long là tầm khoảng 300m theo đường chim bay thôi. Còn nếu như mà cách theo đi đường thực tế là tầm khoảng 500m ha anh chị. Rồi đây là hình ảnh trên đoạn đường B ha, đang thi công. Và ngay đây nó có là trung tâm hành chánh mới, trung tâm hành chánh cũ, trung tâm hành chánh mới, rồi trường học. Rồi rất là nhiều hạng mục xây dựng ở tại khu vực này ha anh chị. Cái hướng này anh chị mình đi thẳng là mình cũng sẽ ra tới đường Kim Long Quảng Thành. Nói chung là khu vực này kết nối giao thông nó rất là thuận lợi, di chuyển là ra tất cả các tuyến đường lớn và nhỏ luôn ha. Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 53, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 3.015m², hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm. Còn đây là hình dáng thửa đất ha anh chị. Đó, đây là đường, đây là suối ha. Cạnh này là được 25.5m mặt tiền đường thể hiện trên sổ. Cạnh này là 133, cạnh này là 138 ha. Đất của mình là không bị đâm đường ha anh chị. Cái cạnh này nếu mà đâm là đâm cái thửa kế bên. Còn đất của mình là nó không bị đâm đường đâu anh chị ha, nó lệch ra. Đường là nó lệch ra bên mình khoảng 1m lận ha anh chị ha. Còn đây là phần kiểm tra quy hoạch của mình ha anh chị. Đất của mình là một nửa là đất Phủ Hồng ODT luôn ha anh chị, lên thổ cư trực tiếp. Rồi còn một nửa là cây lâu năm. Phía sau của mình là giáp suối, nằm trên một trục đường nhựa ha anh chị ha. Anh chị cô chú mình đang quan tâm một sản phẩm gần với hồ, gần với lại trung tâm hành chánh mới, có giá trị về mặt tương lai sau này, và mình cũng có thể là nghỉ dưỡng trên một trục đường nhựa thông thoáng, kết nối giao thông thuận lợi, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban, gần trung tâm hành chánh mới, với tổng diện tích là 3.000m², trong khoản tài chính là 5 tỷ thì mình có thể tham khảo cái thửa đất ngày hôm nay ha. Kênh Bất Động Sản Long Hoài rất vui nhận được những ý kiến đóng góp của quý anh chị cô chú để kênh Bất Động Sản Long Hoài ngày càng hoàn thiện mình hơn. Mến chúc anh chị cô chú mình sức khỏe. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Cảm ơn anh chị cô chú đã dành thời gian ra xem hết video.